Đấy, người ta nhìn nhất kìa, đấy. Đi tù hành, đi tù hành. Nước dần đấy nhá, chuẩn bị tràn nóng. Con ơi, cho đi, trẻ con cho đi vào đi. Đã kiếm được con rồi. Không đi ra đấy nhá. Xem tàu Serenity. Con này mới chạy thì con này đóng nhiều tiền đấy. Đây. Indochine nhá. Hầu như nó không chạm.
sơ. Cửa sổ đẹp hơn. Thấy nó tắm quay lại lượt nữa. Tắm cho đỡ xấu hổ. Anh Thiệu ạ. À. Quay đi vòng nữa, đất giờ không có đủ chỗ, không đủ chỗ nào. Không đủ chỗ anh ơi, phải đánh lùi cái ra. Người dân ở trong một cô lên bàn chưa còn cần nữa.
tạo cái không gian ấm cúng và nó cũng bền hơn. Nhà hàng này thì nó có một cái lợi thế đấy là cái khu vực tàu này là lắp một cái đoạn máy